Chào bạn, hôm nay mình mang đến cho các bạn một vụ án vô cùng đau thương. Vụ án xoay quanh một cô gái vốn được mệnh danh là người kế nhiệm của Dương Tử Quỳnh, là nữ diễn viên vô cùng tài năng, thế nhưng cuối cùng lại bị sát hại khi mới đang ở tuổi 29. Vào ngày 28 tháng 2 năm 2012, tin tức về cái chết của nữ diễn viên Bạch Tĩnh và người chồng là Châu Thành Hải đã gây xôn xao khắp cõi mạng. Cặp vợ chồng này vừa tổ chức đám cưới trong mơ chưa đầy một năm thì xảy ra sự việc thương tâm khiến cả hai cùng thiệt mạng. Vậy đầu đuôi câu chuyện như thế nào? Hãy cùng bắt đầu tìm hiểu nhé. Bạch Tĩnh sinh năm 1983 tại tỉnh Liêu Ninh. Mẹ cô là công nhân vận hành lò hơi tại mỏ than, bố cô làm việc trong ngành bất động sản. Cha mẹ Bạch Tĩnh ly dị khi cô mới 13, từ đó cô theo mẹ đến sinh sống tại Bắc Kinh. Tại đây cô học múa tại Đoàn Văn Công Than Khoáng Sản Trung Quốc và tiếp tục theo học trung cấp nghệ thuật. Cuộc sống của mẹ con cô tại Bắc Kinh là rất vất vả, không có nhà cửa ổn định. Mẹ cô phải làm nhiều công việc lao động chân tay để nuôi con ăn học, hy vọng cô sẽ thành công trong ngành nghệ thuật múa. Lên 16 tuổi, Bạch Tĩnh đã viết trong nhật ký rằng cô chẳng biết nhà mình thực sự ở đâu và cảm thấy khó chịu khi trường yêu cầu điền địa chỉ nhà. Cô thề rằng sau này mình sẽ có một gia đình hoàn chỉnh, đầy ắp niềm vui và hạnh phúc để có thể bù đắp những gì cô không có được khi còn bé. Năm 2002, khi 19 tuổi, Bạch Tĩnh được nhận vào Học viện Nghệ thuật Kịch Trung ương. Cô là một trong những sinh viên chăm chỉ nhất, rất cần cù và đầy nhiệt huyết. Năm 2004, cô được thầy cô dẫn đến nhà hát nghệ thuật thiếu nhi Trung Quốc để thực tập diễn xuất. Sau đợt diễn, Bạch Tĩnh được một người bạn giới thiệu cô với doanh nhân giàu có Châu Thành Hải. Châu Thành Hải lớn hơn Bạch Tĩnh 18 tuổi. Khi gặp Bạch Tĩnh đã có vợ có con, nhưng hắn đã giấu tuổi thật và tình trạng hôn nhân, nói rằng mình chỉ hơn Bạch Tĩnh có vài tuổi và còn độc thân. Châu Thành Hải tự giới thiệu mình là người Bắc Kinh, hiện làm trong lĩnh vực chứng khoán và trái phiếu, đã tự mình xây dựng được khối tài sản vô cùng lớn. Tuy nhiên, những người bạn của Châu Thành Hải lại cho rằng hắn không có nhiều kỹ năng đầu tư, thường nhập cuộc với tâm lý giống như chơi cờ bạc hay giao dịch toàn bộ tiền vốn một lượt và dẫn đến nhiều lần thua lỗ. Châu Thành Hải cũng hay tư vấn cho người khác mua cổ phiếu, nhưng phần lớn họ cũng lỗ vì nghe theo lời của hắn. Phần lớn số tiền ban đầu Châu Thành Hải kiếm được là vì may mắn hơn, chứ không phải là nhờ kỹ năng đầu tư. Mặc dù có vợ con, nhưng Châu Thành Hải vẫn quyết tâm theo đuổi Bạch Tĩnh. Sự tận tâm và hào phóng của hắn trong chuyện tình cảm này khiến Bạch Tĩnh có chút rung động. Năm 2006, sau khi tốt nghiệp đại học, Bạch Tĩnh chính thức trở thành diễn viên kịch tại nhà hát nghệ thuật thiếu nhi Trung Quốc. Châu Thành Hải không chỉ tự bỏ ra 1 triệu để sản xuất vở kịch cho Bạch Tĩnh, mà còn đầu tư vào bộ phim truyền hình mà cô đóng chính. Năm 2007, Bạch Tĩnh đóng vai chính trong bộ phim truyền hình Máu Tây Tạng, với ngoại hình nổi bật, diễn xuất ấn tượng, giúp cô ghi dấu trong lòng giải trí. Cũng chính vào năm này, Châu Thành Hải đã ly dị với vợ và giao quyền nuôi con cho vợ cũ, đồng thời chuyển giao phần lớn tài sản cho con trai. Ban đầu cả gia đình và họ hàng của Châu Thành Hải đều phản đối hắn ly hôn, nhưng Hải vẫn một mực quyết tâm cưới Bạch Tĩnh. Hắn mua căn hộ tại Vọng Châu để chứng minh tấm lòng chân thành của mình. Năm 2008, Châu Thành Hải cầu hôn Bạch Tĩnh. Lúc này, Bạch Tĩnh mới phát hiện ra Châu Thành Hải không chỉ lớn hơn cô 18 tuổi mà còn từng có vợ con. Vì vậy, Bạch Tĩnh đề nghị chia tay, nhưng Châu Thành Hải cầu xin cô cho hắn cơ hội và khẳng định đã ly hôn. Bạch Tĩnh cảm động trước sự chân thành của hắn và họ đã đăng ký kết hôn vào tháng 2 năm 2008. Tuy nhiên, hôn nhân này không được nhận sự chúc phúc từ mẹ chồng. Mẹ của Hải rất không ưa Bạch Tĩnh, chưa bao giờ đối xử tốt với cô. Hai vợ chồng dù cố gắng rất nhiều để cải thiện quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhưng đều vô ích. Mối quan hệ giữa Bạch Tĩnh và mẹ chồng ngày càng căng thẳng, nhưng may mắn là điều đó không ảnh hưởng gì đến tình cảm hai vợ chồng. Bạch Tĩnh và Thành Hải vẫn yêu nhau say đắm. Hải luôn đáp ứng nhu cầu của Bạch Tĩnh về quần áo hàng hiệu, nữ trang, túi xách, thậm chí là xe, từ Audi, BMW kép đến Mercedes. Mỗi tháng, hắn cấp cho Bạch Tĩnh 40.000 tệ tiền tiêu vặt, 10.000 tệ sinh hoạt phí cho mẹ vợ, đồng thời mua tặng mẹ vợ một căn hộ thứ hai tại Vọng Châu. Không những vậy, Châu Thành Hải còn học nấu ăn để phục vụ Bạch Tĩnh. Trong thời gian đó, cô cũng vô cùng hạnh phúc. Trong nhật ký năm 2009, Bạch Tĩnh viết rằng Châu Thành Hải đối xử rất tốt với cô và cô cũng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Chỉ tiếc là hạnh phúc thì không kéo dài lâu. Vào mùa thu năm 2009, Bạch Tĩnh phát hiện trong điện thoại của chồng có nhiều tin nhắn lạ nên nghi ngờ chồng có quan hệ bên ngoài. Khi Bạch Tĩnh nói với chồng, Châu Thành Hải lại khẳng định rằng mình không ngoại tình. Để cô yên tâm, bọn họ ký một thỏa thuận hôn nhân. Nếu bên ngoại tình, sẽ phải bồi thường một khoản tiền lớn cho bên còn lại. Sau khi nhìn thấy những hàng chữ trên giấy trắng mực đen, Bạch Tĩnh cuối cùng cũng an lòng.
Hai vợ chồng tổ chức lễ cưới chính thức vào ngày 3 tháng 10 năm 2010 để công khai quan hệ. Nhưng chưa 10 ngày sau, vào ngày 12 tháng 10, Bạch Tĩnh tại bệnh viện phát hiện nhiễm virus HPV. Virus này thường lây từ hoạt động quan hệ tình dục. Và trong những năm qua, người duy nhất Bạch Tĩnh làm chuyện thân mật là Châu Thành Hải. Vì vậy, cô theo dõi sức khỏe của chồng và phát hiện hắn cũng nhiễm virus này. Bạch Tĩnh bèn thẳng thắn nói với chồng, đưa ra thỏa thuận hôn nhân đòi ly hôn và yêu cầu Châu Thành Hải bồi thường. Thế nhưng hắn nói, ly hôn cũng được, nhưng Bạch Tĩnh chỉ có thể ra đi với bàn tay trắng. Cô vô cùng phẫn nộ, nói rằng dù chỉ ra đi với bàn tay trắng, cô vẫn sẽ ly hôn. Thế nhưng Châu Thành Hải đe dọa, nếu cô vẫn nhất quyết như vậy, hắn sẽ đem thỏa thuận này tung ra với cánh báo chí, nói rằng cô ngoại tình và phải ra đi với hai bàn tay trắng. Bạch Tĩnh lúc này mới nhận ra bản chất thật sự của người đàn ông này. Nhưng để bảo vệ sự nghiệp và danh tiếng, cô đành nhượng bộ, tạm thời không đề cập tới chuyện ly hôn. Cô dọn về nhà mẹ đẻ ở, vừa làm việc vừa điều trị bệnh, tập trung hết cho công việc. Năm 2011, Bạch Tĩnh đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim Kung Fu Phái Vịnh Xuân, giành được giải nữ diễn viên xuất sắc của Hội Diễn viên Điện ảnh Trung Quốc lần thứ 13. Cát-xê của cô cũng tăng lên 3-4 triệu tệ. Ngay cả khi ly hôn với chồng đại gia, cô vẫn sống rất thoải mái. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một người đàn ông tại câu lạc bộ thể hình đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời của Bạch Tĩnh và Châu Thành Hải. Châu Thành Hải thích tập thể dục, thường xuyên lui tới câu lạc bộ thể hình, là khách VIP, hầu hết huấn luyện viên và các hội viên tại đó đều biết hắn là một ông chủ giàu có, rất kính nể hắn. Sau khi kết hôn với Bạch Tĩnh, Châu Thành Hải cũng hay đưa vợ đến câu lạc bộ thể hình tập luyện, vì vậy nhiều người cũng biết về quan hệ vợ chồng của họ. Tại câu lạc bộ, Châu Thành Hải đã gặp một chàng trai trẻ tên là Kiều Vũ. Người này sau này chính là ngòi nổ cho tấm bi kịch của hai vợ chồng Bạch Tĩnh. Kiều Vũ chỉ hơn Bạch Tĩnh có 1 tuổi, ăn mặc thô lỗ, phẩm chất kém, thường to tiếng cãi vã, mắng nhức nhân viên tại câu lạc bộ. Sự ngạo mạn của anh ta đến từ cha. Anh ta thường khoe rằng cha mình là quan chức cấp cao, anh ta là con quan. Năm 2010, nhờ sự giúp đỡ của Kiều Vũ, Châu Thành Hải tham gia một dự án tái định cư, kiếm được một khoản tiền lớn. Do vậy, bọn họ dần thành bạn thân thiết. Mùa hè năm đó, theo giới thiệu của Châu Thành Hải, Bạch Tĩnh cũng quen biết Kiều Vũ. Vào ngày 3 tháng 10, khi họ tổ chức lễ cưới, Kiều Vũ cũng tham dự với tư cách là bạn bè. Trong khoảng tháng 2, tháng 3 năm 2011, Châu Thành Hải có mua một ngôi nhà, sau đó liên tục nhận được những cuộc gọi đe dọa. Những kẻ lạ mặt rất manh động, trực tiếp yêu cầu Châu Thành Hải phải cho bọn chúng một số tiền. Không lâu sau, xe của Châu Thành Hải và cửa nhà hắn đều bị ai đó ném sơn. Châu Thành Hải rất lo lắng, đã tâm sự với Kiều Vũ tại câu lạc bộ thể hình. Kiều Vũ lập tức hứa sẽ giúp hắn tìm nguyên do và giải quyết vấn đề. Sau đó, Kiều Vũ nói rằng do Châu Thành Hải đã xúc phạm một ông trùm nên mới bị đe dọa như vậy. Châu Thành Hải cho Kiều Vũ 500.000 tệ tiền mặt, một chiếc đồng hồ Patek Philippe và một bức tranh trị giá 400.000 tệ để nhờ anh ta lo chuyện này. Quả nhiên, Kiều Vũ thành công trong việc giải quyết. Lúc này thì Châu Thành Hải và Bạch Tĩnh đang sống ly thân. Để cải thiện mối quan hệ, Châu Thành Hải chủ động đề xuất đưa Bạch Tĩnh và Kiều Vũ đi du lịch tại Hải Nam. Sau chuyến du lịch này, Bạch Tĩnh và Kiều Vũ dần thân thiết. Những người khác tại câu lạc bộ thể hình cũng nhận thấy điều này. Vào tháng 5, Kiều Vũ lại giới thiệu một dự án kiếm tiền, nói rằng tại làng Olympic có một trung tâm hoạt động cho cán bộ cao tuổi, một khu đất rộng sắp phải giải tỏa. Nếu mua trước thì sẽ kiếm được khoản lợi nhuận lớn. Kiều Vũ nói anh ta có thể giúp Châu Thành Hải liên hệ với ông trùm xã hội đen để cùng hợp tác thực hiện dự án. Với hai lần giúp đỡ thành công từ trước, Châu Thành Hải rất tin tưởng và ngưỡng mộ Kiều Vũ. Không một chút nghi ngờ. Bạn bè tại câu lạc bộ thể hình đều khuyên rằng Kiều Vũ trông không đáng tin cậy. Thế nhưng Châu Thành Hải thì cho rằng họ có tầm nhìn ngắn. Một số người thì cho rằng lý do khiến Châu Thành Hải muốn nắm bắt cơ hội đầu tư này thực ra cũng liên quan đến Bạch Tĩnh. Bởi vì khi đó Bạch Tĩnh vẫn đang sống bất hòa và ly thân với hắn. Trong khi Bạch Tĩnh đang trong giai đoạn thăng tiến sự nghiệp, tương lai rất sáng, thì trái lại, các khoản đầu tư chứng khoán của Châu Thành Hải lại thường xuyên gặp thất bại, khiến hắn cảm thấy rất lo lắng. Vì vậy hắn hy vọng có thể lật ngược thế cờ nhờ dự án bất động sản do Kiều Vũ giới thiệu, để chứng minh rằng bản thân vẫn còn có năng lực kiếm tiền, đồng thời khiến Bạch Tĩnh thay đổi quan điểm của mình. Tuy nhiên trước khi Châu Thành Hải kịp đầu tư, Kiều Vũ đã bày tỏ tình cảm với Bạch Tĩnh. Từ đó, quan hệ giữa Bạch Tĩnh, Châu Thành Hải và Kiều Vũ dần có những thay đổi. Mẹ của Bạch Tĩnh nói rằng, mặc dù Kiều Vũ đã bày tỏ tình cảm với con gái, nhưng Bạch Tĩnh chỉ coi anh ta là một người bạn thân, hai người chưa hề hẹn hò. Và hơn nữa, Bạch Tĩnh đang mắc bệnh hiểm nghèo, không thể chấp nhận bất kỳ ai. Tuy nhiên, những người trong phòng tập thể hình thì nói rằng, Bạch Tĩnh và Kiều Vũ có những hành động rất thân mật.
bạn bè cũng không dám nói thẳng với Châu Thành Hải về chuyện này, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của hắn. Một người bạn thân của Kiều Vũ cho biết Kiều Vũ và Bạch Tĩnh thực sự là một cặp tình nhân. Kiều Vũ nói rằng nếu Châu Thành Hải ly hôn, anh ta sẽ cưới Bạch Tĩnh. Các nhân viên trên phim trường cũng nhớ lại hai người từng ở cùng một phòng. Thế nhưng một người bạn khác của Kiều Vũ lại cho biết Bạch Tĩnh mắc bệnh hiểm nghèo, cho nên dù bọn họ có ở cùng nhau đi nữa thì quan hệ của cả hai vẫn là trong sạch. Hầu hết những lời nói của mọi người đều cho thấy Bạch Tĩnh và Kiều Vũ có quan hệ vượt quá tình bạn. Vậy thì tại sao Bạch Tĩnh lại thích Kiều Vũ? Có người bạn nói rằng Bạch Tĩnh suốt những năm tháng luyện tập tại phòng gym chưa bao giờ nói một lời với những người trong phòng, nhưng chỉ cần nghe Kiều Vũ nói chuyện kinh doanh trên điện thoại, cô sẽ rất chăm chú và thậm chí còn tới trò chuyện. Điều này cho thấy Bạch Tĩnh tuy có vẻ thanh cao nhưng thực ra lại rất cơ hội. Sau khi giành được lòng tin của Châu Thành Hải, Kiều Vũ cũng tự nhiên khiến Bạch Tĩnh tin vào nền tảng vững chắc của anh ta. Ngoài ra thì Kiều Vũ cũng liên tục trao vé đi xem concert của các sao hạng A tại phòng gym để khoe ảnh hưởng của mình trong làng giải trí. Vì vậy có thể đoán rằng Bạch Tĩnh gần gũi với Kiều Vũ là vì cô ta tin rằng nhờ vào nền tảng của Kiều Vũ có thể trở thành diễn viên hạng A. Mối quan hệ ngày càng thân thiết giữa Kiều Vũ và Bạch Tĩnh ấy thế lại trông có vẻ không khiến Châu Thành Hải bận lòng. Một lý do rất quan trọng là vì ông trùm xã hội đen đứng sau đã từng dặn Châu Thành Hải nên để Bạch Tĩnh ra mặt và hợp tác với Kiều Vũ, không cần phải quan tâm quá nhiều làm gì. Nói Bạch Tĩnh và Kiều Vũ thân thiết như vậy, nhưng bọn họ chỉ đang diễn kịch mà thôi. Châu Thành Hải chỉ lo kiếm tiền và làm theo sắp xếp của ông trùm xã hội đen. Ông ta đã dẫn Bạch Tĩnh và Kiều Vũ đến Hồng Kông và Macau để mở tài khoản cho dự án. Châu Thành Hải đã chi hơn 1 triệu nhân dân tệ để mua quà cho gia đình Kiều Vũ và Bạch Tĩnh. Sau đó cũng đưa Kiều Vũ hơn 7,2 triệu tệ để Kiều Vũ đàm phán hợp tác với ông trùm xã hội đen. Riêng cho dự án này, Châu Thành Hải bỏ ra hơn 9,6 triệu. Vào khoảng tháng 10 năm 2011, Châu Thành Hải đi vay tiền tại Nhật để đầu tư. Ông trùm xã hội đen lại bảo Bạch Tĩnh đi cùng Kiều Vũ để tạo quan hệ với các quan chức, và Châu Thành Hải không tiện đi. Khi Bạch Tĩnh trở về, cô cũng nói với Châu Thành Hải đã gặp một số lãnh đạo khiến Hải vô cùng tin. Tháng 12 năm 2011, Châu Thành Hải ở lại khách sạn do Kiều Vũ sắp xếp tại Hàng Châu. Kiều Vũ xúi Châu Thành Hải kiếm một cô gái để giải tỏa, vì đây là chuyện rất bình thường khi làm ăn chung. Châu Thành Hải nghe lời xúi bẩy và bị Kiều Vũ lén quay clip. Tháng 1 năm 2012, Bạch Tĩnh dùng clip này đòi ly hôn với Châu Thành Hải, nhưng hắn không đồng ý. Lúc này mẹ của Châu Thành Hải đang nằm viện. Vì muốn ly hôn nên Bạch Tĩnh cùng Kiều Vũ làm ầm tại bệnh viện trước mặt bà. Nghe nói bọn họ thậm chí còn động thủ với Châu Thành Hải. Sáng hôm sau, mẹ của Châu Thành Hải qua đời trong bệnh viện. Đồng thời Hải cũng phát hiện Kiều Vũ cầm tiền đi đàm phán tại dự án tái định cư, nhưng không thấy có động thái gì, cũng không giải thích cho hắn. Theo lời khuyên của bạn, Châu Thành Hải báo cảnh sát về hành vi lừa đảo của Kiều Vũ. Ngày 11 tháng 2, cảnh sát bắt giữ Kiều Vũ tại nhà của anh ta. Lúc này, Bạch Tĩnh cũng có mặt tại nhà Kiều Vũ. Mãi tới khi đó Châu Thành Hải mới hiểu rõ quan hệ giữa Kiều Vũ và Bạch Tĩnh. Hai ngày sau, Bạch Tĩnh kiện ra tòa đòi ly hôn, chia tài sản. Mẹ Bạch Tĩnh nói rằng sau khi Bạch Tĩnh đệ đơn ly hôn, gia đình Châu Thành Hải liên tục đe dọa họ. Ngày 21 tháng 2, anh em nhà họ Châu đến nhà mẹ Bạch Tĩnh hăm dọa, đập phá cửa, yêu cầu Bạch Tĩnh ra làm chứng buộc tội Kiều Vũ lừa đảo. Thế nhưng Bạch Tĩnh không chịu làm chứng. Trước mặt cảnh sát, họ còn động thủ với Bạch Tĩnh. Ngày 27 tháng 2, một ngày trước khi vụ án xảy ra, cảnh sát thông báo với Châu Thành Hải bằng chứng buộc tội Kiều Vũ lừa đảo là không đủ, yêu cầu ông cung cấp thêm bằng chứng, nếu không ngày mai sẽ phải thả Kiều Vũ. Nguyên nhân chính là do lời khai của Bạch Tĩnh, cô nói số tiền Kiều Vũ lấy đi là do vợ chồng họ cho Kiều Vũ vay. Vì Bạch Tĩnh và Châu Thành Hải là vợ chồng nên với lời khai trái ngược này, cảnh sát không thể khởi tố bị can Kiều Vũ. Đêm trước khi sự việc xảy ra, Châu Thành Hải đành phải đến nhà vợ cũ cầu cứu. Thế nhưng hai mẹ con họ cũng lại cự cãi ầm ĩ với Hải, tiếp tục khiến Hải bị đả kích nặng nề về tinh thần. Vào sáng 28 tháng 2, Châu Thành Hải nhận được giấy triệu tập của tòa án về phiên tòa ly hôn. Ngay sau đó, hắn gọi cho Bạch Tĩnh để thương lượng về việc ly hôn, nhưng Bạch Tĩnh lại chọn cứu vớt Kiều Vũ. Nói rằng chỉ cần tha cho Kiều Vũ, cô sẽ rút đơn ly hôn. Gia đình Châu Thành Hải cho rằng chính cuộc điện thoại này đã hoàn toàn phá vỡ tâm lý của hắn. Nếu chỉ bị lừa tiền, Châu Thành Hải có thể chịu đựng được. Nhưng giờ hắn lại phải đối mặt với sự lừa dối cả về tiền bạc lẫn tình cảm. Bạch Tĩnh không hề quan tâm đến cảm xúc của hắn, lại còn cầu xin hắn tha cho kẻ lừa gạt. Điều này hoàn toàn khiến cho Châu Thành Hải sụp đổ. Sau khi cúp máy, Châu Thành Hải đùng đùng cầm dao chạy khỏi nhà. Khoảng 5 phút trước khi sự việc xảy ra, anh trai của Hải nghe nói em mình cầm dao đi tìm Bạch Tĩnh, liền gọi điện can ngăn
nhưng đầu dây bên kia nhất quyết cúp máy. Lúc này tại một biệt thự cao cấp tại Vọng Châu, Bắc Kinh, một bi kịch đẫm máu đã xảy ra. Nữ diễn viên Bạch Tĩnh và chồng Châu Thành Hải bất ngờ xảy ra mâu thuẫn. Căng thẳng ngày càng leo thang, dẫn đến Châu Thành Hải tấn công vợ bằng một con dao. Bạch Tĩnh tử vong tại chỗ sau khi trúng 3 nhát. Lúc này mẹ của nạn nhân chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng không thể can thiệp vì bị Châu Thành Hải đe dọa. Bà đành phải chạy ra ngoài kêu cứu. Khi thấy vợ không còn sống, Châu Thành Hải gọi điện cho trợ lý, chỉ nói một câu: cô ta quá độc ác, thật không thể chịu đựng nổi. Sau khi gác máy, hắn lại dùng chính con dao đó tự sát. Rất nhanh, xe cứu thương và cảnh sát có mặt tại hiện trường, nhưng đã quá muộn, Bạch Tĩnh và Châu Thành Hải đã cùng tử vong. Người thân và bạn bè của Châu Thành Hải đồng loạt chỉ trích Bạch Tĩnh và Kiều Vũ đã lừa đảo để chiếm đoạt tiền của Châu Thành Hải. Vì thế vào ngày 4 tháng 3 năm 2012, Kiều Vũ một lần nữa bị cảnh sát bắt giữ. Và sau đó, qua 4 phiên tòa xét xử, sự thật mới được làm rõ. Ngay từ khi Châu Thành Hải bị tà sơn, tất cả đều là một kế hoạch lừa đảo tinh vi của Kiều Vũ. Kiều Vũ không phải là con nhà quan chức mà anh ta bịa đặt ra ông trùm xã hội đen để lừa gạt lòng tin của Châu Thành Hải, bịa ra dự án bất động sản giả và với lý do tặng quà đã lừa đảo 2,36 triệu tệ của Châu Thành Hải. Những cáo buộc khác không được coi là đủ chứng cứ nên tòa cuối cùng chỉ tuyên phạt Kiều Vũ 11 năm tù và 11.000 tệ tiền phạt. Ngoài ra thì nhà họ Châu cũng cho rằng Bạch Tĩnh có liên quan đến vụ lừa này và Kiều Vũ cũng khai với thẩm phán rằng anh ta cùng Bạch Tĩnh đã có quan hệ yêu đương. Rất nhiều việc anh ta làm đều do Bạch Tĩnh chủ mưu. Nhưng vì Bạch Tĩnh đã chết nên dù có tội thì cũng không thể xử, nên tòa không làm rõ mức độ tham gia của cô ta. Thế nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng trong quá trình quen với Bạch Tĩnh, Kiều Vũ có thể lợi dụng danh xưng con nhà quan to để lừa gạt lòng tin và tình cảm của Bạch Tĩnh. Và Bạch Tĩnh cũng đã tin thân phận ông trùm xã hội đen mà Kiều Vũ tự bịa. Nói chung là rất có thể đối với những dự án bất động sản cũng như địa vị ông trùm xã hội đen giả kia, Bạch Tĩnh có thể đúng là không biết sự thật, hoặc Kiều Vũ dùng những lời ngon ngọt dối trá điều khiển cô nàng. Việc Kiều Vũ nói rằng những gì mà anh ta làm là do ảnh hưởng từ lời xui khiến của Bạch Tĩnh có lẽ cũng là lời biện hộ. Gia đình Bạch Tĩnh luôn cho rằng Bạch Tĩnh là vô tội và cô chỉ vì muốn ly hôn nên bị Châu Thành Hải trả thù dã man. Dù sao thì người có khả năng nói ra sự thật cũng đã không còn nữa, nên việc xác thực là không hề dễ. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ ai là người có lỗi trong sự việc này? Hãy comment ở phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cuộc sống này quả là không thiếu những cú twist khiến ta ngã ngửa. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một câu chuyện về cuộc đời của một cô nàng vận động viên tên là Suzy Favor Hamilton. Suzy từ nhỏ có tài năng đặc biệt và từng là ngôi sao sáng trong làng chạy nước rút của Mỹ. Cô từng 3 lần tham gia Thế vận hội và gần như lần nào cũng giành được cúp vô địch chạy cự ly gần và chạy xa của nước Mỹ, thiết lập 2 kỷ lục quốc gia. Thế nhưng không ai ngờ rằng ngôi sao sáng đó sau khi giải nghệ lại chọn con đường vô cùng khó hiểu là thành gái gọi. Vậy thực hư câu chuyện thế nào? Wisconsin là một tiểu bang nằm ở miền trung Bắc Hoa Kỳ. Địa hình tiểu bang này chủ yếu là đồng bằng với sự phân bố của rừng cây rậm rạp và có tới hơn 2 triệu con bò sữa. Vì vậy tiểu bang này có biệt danh là tiểu bang của những con bò sữa. Đây cũng là quê hương của nhân vật chính trong câu chuyện này, Suzy Favor Hamilton. Suzy sinh ngày 8 tháng 8 năm 1969 là con út trong một gia đình gồm 4 anh chị em. Cô nàng từ nhỏ đã rất xinh đẹp và không chỉ được cha mẹ yêu thương, hàng xóm quý mến. Năm lên 9, Suzy tình cờ phát hiện đam mê với môn chạy. Cô thường xuyên chạy bộ gần nhà và bố mẹ Suzy cũng rất tán thành sở thích mới này của con, vì chạy bộ là một phương pháp tập luyện tốt và có ích cho sự phát triển và tăng trưởng của trẻ. Lên lớp 5, Suzy vốn có yêu thích với chạy bộ từ trước nên đã tham gia một cuộc thi chạy của trường và tình cờ giành chiến thắng. Tuy khi đó Suzy còn bé, nhưng cảm giác chiến thắng đó ảnh hưởng sâu sắc đến cô. Suzy ngày càng hứng thú với bộ môn này và công sức của cô không phải là vô ích, cô càng chạy càng nhanh, càng xuất chúng. Trong suốt thời gian học trung học, cô thường xuyên vượt qua đối thủ đồng trang lứa và trở thành con nhà người ta trong mắt mọi người. Tiếp đó, Suzy vẫn tiếp tục giành nhiều chiến thắng và vô số huy chương vô địch. Gia đình, nhà trường và cả tiểu bang Wisconsin đều rất tự hào về tài năng trẻ này. Thời điểm tốt nghiệp trung học, Suzy giành được tổng cộng 11 huy chương vô địch tiểu bang. Con số này vượt qua tất cả các vận động viên trung học trước đây, bao gồm cả các vận động viên nam. Các tạp chí thể thao của Mỹ xếp Suzy vào danh sách 100 vận động viên trung học hàng đầu thế kỷ. Với thành tích xuất sắc như vậy,
nhiều đại học tại Mỹ đều muốn mời cô vào trường của họ để theo đuổi con đường học vấn. Thời điểm đó có đến hơn 200 trường đại học cùng tranh giành Suzy, trong đó có nhiều trường danh tiếng thuộc hệ Ivy League. Các trường này còn muốn cấp học bổng giá trị rất lớn cho cô. Vậy là trong khi nhiều đứa trẻ còn lo lắng không biết có thể đỗ nổi trường top nào không, thì Suzy lại phân vân không biết nên chọn trường top nào. Cuối cùng, cô chọn đại học Wisconsin Madison ở ngay gần nhà. Tuy nhiên cô chọn trường này không phải vì nó gần nhà, mà là vì ở đây có một huấn luyện viên cực giỏi mà cô ao ước được theo học là Peter Tegan. Có thể nói đây là lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời Suzy. Dưới sự hướng dẫn tận tâm của huấn luyện viên Peter, tài năng chạy bộ của Suzy được phát huy hơn nữa. Trong suốt thời gian học đại học, Suzy giành được vô số giải thưởng trong các cuộc thi chạy bộ, bao gồm 9 lần vô địch cá nhân NCAA. NCAA là tổ chức quốc gia của Hiệp hội Thể dục Đại học Hoa Kỳ, chuyên tổ chức giải điền kinh quốc gia với sự tham gia của hàng ngàn trường đại học. Ngoài ra thì Suzy còn giành được 32 chức vô địch trong hệ thống Big Ten cùng với nhiều giải thưởng khác. Cô được Liên đoàn Thể thao Big Ten xếp hạng là một trong những vận động viên nữ hàng đầu lịch sử. Năm nào cô nàng cũng được trao hàng loạt giải thưởng danh dự. Suzy có thể nói là đạt đến đỉnh cao của cuộc sống từ khi còn rất trẻ. Các thương hiệu nổi tiếng như là Nike, Reebok và nhiều thương hiệu khác từng hợp tác với cô. Cô cũng từng xuất hiện trên trang bìa tạp chí như là People, Fashion, Rolling Stone và trở thành ngôi sao thể thao rất nổi tiếng thời điểm đó. Không chỉ có con đường sự nghiệp thành công, Suzy cũng có mối quan hệ tình cảm thuận lợi. Khi còn là sinh viên năm nhất, cô đã phải lòng và phát triển quan hệ yêu đương với Mark Hamilton, một vận động viên bóng chày tài năng và điển trai của trường. Hai người như là cặp trời sinh vậy, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, cặp đôi tiến thêm một bước tới hôn nhân. Sau đám cưới, Mark vẫn tiếp tục ủng hộ sự nghiệp chạy bộ của Suzy. Lúc này thì Suzy phải gọi là nhà vô địch chạy bộ nước Mỹ, đã giành được rất nhiều chức vô địch trong các cuộc thi chạy bộ quy mô lớn và nhỏ. Vì vậy, cô đặt mục tiêu mới là tham dự Thế vận hội. Năm 1992, Suzy tham gia Thế vận hội Barcelona. Tuy nhiên trong cuộc thi, không biết vì lý do gì mà thiên tài nước Mỹ lại chỉ đạt vị trí thứ 11 trong vòng loại 1.500m. Nhưng dù sao, đây mới chỉ là lần đầu tiên cô tham gia một sự kiện thể thao thế giới, nên không có thành tích cũng không sao. Suzy quyết định về nước, tiếp tục tập luyện, chuẩn bị cho Thế vận hội tiếp theo. 4 năm nhanh chóng trôi qua, Suzy vẫn thi đấu xuất sắc tại Mỹ, và người dân Mỹ thì khỏi phải nói, rất kỳ vọng vào cô. Tuy cũng đã có tiến bộ hơn, nhưng tại Thế vận hội Atlanta năm 1996, Suzy cũng chỉ xếp thứ 4 trong vòng loại 800m. Lỡ mất cơ hội giành huy chương, Suzy lại về quê nhà, tiếp tục rèn luyện hướng đến Thế vận hội tiếp theo. Người dân Mỹ vẫn rất ủng hộ cô. Đến Thế vận hội Sydney 2000, năm đó Suzy đã 32 tuổi. Vì lý do tuổi tác nên đây có thể là lần cuối cùng cô tham dự Thế vận hội. Cô đặc biệt trân trọng cơ hội này và vô cùng áp lực. Bên cạnh sự nghiệp, đời sống cũng có một số biến cố khiến cô áp lực lại càng áp lực. Anh trai của Suzy mắc bệnh trầm cảm, một căn bệnh rất khó chữa, luôn trong tình trạng bất ổn. Anh từng có ý định tự tử, nhưng may mắn là luôn được gia đình bảo vệ. Nhưng chỉ cách đây một năm, anh trai cô lại cố gắng tự tử. Và thế là hơn một năm qua, cả một bầu trời xám xịt vây quanh gia đình Suzy. Suzy đương nhiên là muốn thay đổi bầu không khí nặng nề đó. Cô muốn cố gắng hết sức để giành được một tấm huy chương cho anh trai, cho bố mẹ và cho chính mình tại Thế vận hội. Dù chỉ là một tấm huy chương đồng thôi thì cũng mãn nguyện. Cuộc thi bắt đầu, và trong giai đoạn đầu của cuộc đua 1.500m nữ, Suzy vẫn thể hiện xuất sắc như thường lệ. Cô dẫn đầu tất cả các vận động viên trong 1.000m đầu tiên. Cô biết chạy kiểu này rất khó để giữ vững phong thái suốt quãng đường, khả năng xảy ra rủi ro là rất cao. Đúng như dự đoán, trong vòng cuối cùng, khi cách đích còn 150m, cô bắt đầu chạy chậm lại. Các vận động viên khác lần lượt vượt qua cô. Khi đã có 3 người vượt qua mình, Suzy nhận ra cô đã vượt mất cơ hội giành huy chương, cảm thấy sợ hãi và lo lắng cực độ. Cô không dám đối mặt với kết quả thất bại một lần nữa. Trước tình huống như vậy, Suzy thực hiện một hành động khó hiểu. Cô tự mình ngã xuống. Mặc dù hành động này có thể đánh lừa nhiều khán giả, nhưng với người chuyên nghiệp có thể nhận ra, Suzy liên tiếp 3 lần tham dự Thế vận hội nhưng không có thành công, và cú giả vờ ngã lần này làm lu mờ vinh quang mà Suzy từng nắm giữ. Cuộc đời cô thay đổi từ hôm đó. Một Suzy chạy bộ tự tin và năng động không còn,
mà thay vào đó là một Suzy dần tách khỏi ánh hào quang ngày xưa. Sau Thế vận hội Sydney, Suzy không còn dám đối mặt với khán giả. Vì vậy cô và chồng lặng lẽ trở lại tiểu bang Wisconsin. Cô biết mình không thể trở lại sàn đấu, vì vậy cô quyết định thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Hai vợ chồng thành lập một công ty môi giới bất động sản. Tất nhiên là Suzy không từ bỏ đam mê. Cô vẫn tham gia một số cuộc thi không chuyên và làm huấn luyện viên chạy bộ, vẫn là người đại diện cho một số thương hiệu và thu nhập của cô vẫn ở mức rất cao. Tháng 9 năm 2005, Suzy hạ sinh một cô công chúa nhỏ đặt tên là Kelly. Những tưởng Suzy sẽ sống một cuộc đời suôn sẻ với người chồng yêu thương, đứa con ngoan ngoãn và sự giàu có. Thế nhưng không phải vậy. Suzy dần thay đổi tính nết, trở nên hay cáu gắt. Cô không cho phép con gái rời khỏi tầm mắt của mình, ôm con suốt ngày đêm. Mark cũng nhận ra sự bất thường này, nhanh chóng đưa Suzy tới bác sĩ kiểm tra. Kết quả là Suzy bị mắc bệnh trầm cảm và cần được điều trị. Tuy nhiên điều trị trầm cảm là quá trình dài, và sau khi thử nghiệm nhiều loại thuốc, kết quả vẫn không khả quan. Bác sĩ sau đó đã đề xuất một loại thuốc có tên gọi là Zoloft. Hai vợ chồng trong tình huống vô vọng đã quyết định dùng thử. Và không ngờ rằng sau khi Suzy sử dụng loại thuốc này, cô thực sự đã trở nên có sức sống và vui vẻ hơn. Suzy nói cô cảm thấy nhờ thuốc này mà bản thân trở lại như bình thường. Tuy nhiên tần suất cãi vã giữa hai vợ chồng cũng tăng đáng kể. Hai vợ chồng một ngày nọ cho rằng bọn họ đã kết hôn 20 năm và thấy tình yêu này không còn gì mới mẻ thú vị. Họ bắt đầu nghĩ cách để thêm một chút gia vị kích thích mới mẻ cho tình yêu. Thế là Suzy nảy ra một ý định và Mark cũng tán thành. Hai người sẽ tới Las Vegas để thử nhảy dù. Tối đó, Suzy tự nhiên nảy ra ý tưởng thuê một người đàn ông. Sau đó giữa hai vợ chồng và anh này sẽ có một mối tình tay ba cho cuộc hôn nhân thêm phần kịch tính. Từ khi Suzy bắt đầu dùng thuốc điều trị trầm cảm kia, ham muốn của cô ngày càng tăng. Mới nghe xong đề xuất của vợ, Mark hết hồn. Nhưng sau đó anh cũng nhanh chóng đồng ý. Sau khi thực hiện mong muốn của Suzy xong, cô và Mark trở về tiểu bang Wisconsin để tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt. Nhưng sau những điều điên rồ đã làm tại Las Vegas, Suzy cảm thấy cô không thể trở về cuộc sống cũ. Cô rất hứng thú với cuộc tình tay ba. Không lâu sau đó, cô nói thẳng với chồng, em muốn tới Las Vegas một mình, sau đó tìm một người đàn ông hộ tống. Anh có đồng ý không? Đầu tiên thì vừa nghe xong, Mark tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu sao vợ mình có thể nghĩ như vậy. Nhưng anh cũng đồng ý. Quá trình diễn ra êm đềm, nhưng Mark cũng là người đàn ông có lòng tự tôn. Tốt nhất không nên để ai biết chuyện này. Vì vậy anh đưa ra một yêu cầu. Hai vợ chồng sẽ đi du lịch cùng nhau như cặp vợ chồng hòa thuận. Rồi tại Las Vegas, Mark sẽ nhìn vợ trang điểm và tìm một người đàn ông khác để đi cùng. Về phía Suzy, sau một đêm đê mê bên một gã đàn ông khác mà không có chồng, Suzy cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn. Sau khi về nhà, cô cảm thấy có gì đó không đúng. Cô nghĩ thầm, tại sao cô phục vụ chuyện giường chiếu cho gã kia mà người đàn ông kia vẫn mất tiền vậy? Và đó là lý do cô lên kế hoạch kiếm trác từ ngành làm gái. Cô cũng rất thẳng thắn nói với chồng, khiến anh đã sốc lại càng sốc. Tuy nhiên sau một hồi đấu tranh tâm lý, anh vẫn đồng ý cho vợ đi làm cái ngành mất mặt đó. Suzy sau đó trực tiếp chuyển đến Las Vegas. Cô đã liên lạc với chủ một công ty dẫn dắt đường dây gái gọi nổi tiếng địa phương và nói ra mong muốn. Khi chủ công ty biết Suzy đã có chồng, hắn đã từ chối. Tuy nhiên, Suzy không từ bỏ. Cô đổi tên thành Kelly Landy và bước chân vào con đường làm gái gọi. Mức phí $600 một giờ. Công ty mại dâm cũng bắt đầu quảng cáo dịch vụ của Suzy trên trang web. Ở Las Vegas, khách du lịch rất nhiều. Suzy nhanh chóng có vị khách đầu tiên. Sau lần đầu này, cô rất phấn khích. Cô cảm thấy mình có một nguồn năng lượng vô tận và cô muốn có nhiều hơn nữa. Có lẽ vì trình độ kinh doanh vốn tự có của Suzy thực sự cao, hoặc có thể vì cô có tỷ lệ cơ thể gần như hoàn hảo của một vận động viên, cho nên số người yêu cầu dịch vụ của cô ngày càng nhiều. Suzy hoàn toàn đắm chìm trong thành phố với công việc mới này. Rất nhiều khách hài lòng với dịch vụ của Suzy và trên mạng cũng có nhiều những bình luận khen ngợi cô. Ở Las Vegas, thậm chí có trang web dành riêng cho việc xếp hạng gái gọi. Tiêu chí chủ yếu dựa vào ngoại hình, kỹ thuật, thái độ phục vụ và nhiều yếu tố khác. Cái tên Kelly Landy, tức tên giả của Suzy, nhanh chóng leo top. Suzy cảm thấy cảm giác hiếu thắng ngày càng giống xưa. Cô không muốn thua cuộc trong danh sách này, giống như trên sân thi đấu Olympic. Cô phục vụ nhiệt tình hơn, tiếp nhiều khách hơn, nhanh chóng thành một trong những nàng gái gọi được yêu thích nhất ở Las Vegas.
Thực tế là Suzy vẫn có nhiều hợp đồng quảng cáo với nhiều thương hiệu nổi tiếng. Vì vậy cô vẫn phải tham gia các sự kiện thương mại và các cuộc thi chạy bộ. Tuy nhiên điều này không ảnh hưởng đến công việc ban đêm của cô. Ban ngày cô là Suzy, là vận động viên chạy bộ nổi tiếng. Ban đêm cô là Kelly, đi tiếp hết lượt khách này tới khách khác. Suzy không cảm thấy mệt mỏi và tràn đầy năng lượng. Dưới sự nỗ lực của mình, thứ hạng của cô trên trang web ngày càng cao và cuối cùng cô đạt vị trí thứ 2. Tuy nhiên cô vẫn muốn tiến tới vị trí số 1. Trong 10 tháng liên tiếp, Suzy tiếp tục cuộc sống điên cuồng tại Las Vegas. Ngoài làm gái, cô còn tham gia cuộc thi chạy bộ thú vị được tổ chức tại Las Vegas. Và đặc biệt là cô chạy bằng giày cao gót. Thậm chí có lần Suzy chỉ mặc nội y để hoàn thành cuộc thi. Về đời sống tình dục, cô hay đi mua sắm cùng khách hàng của mình. Và họ cũng sẽ rất hào phóng tặng cô những chiếc túi sách và trang sức đắt tiền. Trong khi đó, chồng cô, Mark, và con gái Kelly vẫn sống tại bang Wisconsin, bị cô cho vào quên lãng. Có lần khách hàng vô tình nhận ra danh tính thật của Suzy. Điều này khiến cô sợ hãi, vì nếu danh tính bị lộ, cô chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Cô có rất nhiều hợp đồng quảng cáo và không muốn bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, khách hàng này chuyên nghiệp và ngay lập tức cam kết không bao giờ tiết lộ. Hắn thực sự đã giữ kín miệng và điều này mang lại một niềm vui khác cho Suzy. Những lần tiếp khách sau đó, cô sẽ giả vờ sơ ý để khách hàng biết danh tính. Cô nghĩ những vị khách này biết giữ miệng và cô đã đúng, họ tuyệt nhiên không hề tiết lộ cho thế giới ngoài kia về cô. Lễ tạ ơn tháng 12 năm 2012 là một cột mốc quan trọng trong đời Suzy. Hôm đó cô đón chồng và con đến Las Vegas. Khi cô con gái Kelly đang biểu diễn trên sân khấu, Suzy phiêu theo nhạc như một phản xạ, bỗng dưng không thể kiềm chế, la hét, nhảy múa trên sân khấu. Ngay lập tức, cô thu hút sự chú ý của đám đông. Suzy không hề nhận ra rằng có một người đàn ông theo dõi cô từ trong bóng tối. Thời điểm Suzy về khách sạn, người này cũng theo suốt chặng đường. Trong khi chờ thang máy, người này tiếp cận cô và nói: "Xin chào Suzy." Suzy không để ý, cứ tưởng rằng đó là một fan hâm mộ. Nhưng hóa ra hắn không phải người đơn giản. Hắn bỗng nhiên nói cái tên giả khi cô làm gái gọi. Suzy biết tất cả những bí mật bấy lâu nay của mình sẽ không còn được giữ kín. Cuộc đời cô coi như xong. Bởi vì người này là William, một tay nhà báo đồng thời là người sáng lập một trang web chuyên tiết lộ scandal của những người nổi tiếng tại Mỹ. Tin tức ngôi sao chạy bộ nổi tiếng Suzy hóa ra lại là gái gọi quả thực là một tin chấn động. Nếu tung tin này ra chắc chắn sẽ khiến cả nước Mỹ phải sốc. Suzy cố chối bỏ thân phận gái gọi của mình, nhưng đã quá muộn vì William chỉ tới để xác nhận lần cuối mà thôi. Hắn đã có đủ bằng chứng và nhân chứng từ trước. 2 tuần sau đó, Suzy lúc nào cũng trong tình trạng thiếu sức sống. Cô không thể tưởng tượng được bản thân và những người xung quanh sẽ ra sao nếu tin tức kia bị ra lò. Cơn ác mộng cuối cùng cũng đến. Một trang web tiết lộ scandal làm gái gọi tại Las Vegas của Suzy, kèm theo cả những bức ảnh mà cô tham gia Olympic và cô đi làm gái ban đêm. Tin sốc này được các phương tiện truyền thông và đài truyền hình lớn tại Mỹ đưa tin điên cuồng. Cái tên Suzy làm mưa làm gió một lần nữa tại Mỹ. Mọi người đều tá hỏa khi hay tin cô nàng con nhà người ta trong mắt các bậc phụ huynh, vận động viên mang nhiều vinh quang về cho đất nước, lại là gái gọi. Nhiều thương hiệu mà Suzy làm đại diện đều chấm dứt hợp đồng. Mỹ cũng loại tên cô khỏi danh sách người có tầm ảnh hưởng. Hình ảnh của cô hoàn toàn sụp đổ. Đối mặt với vô số chỉ trích và lăng mạ, cha mẹ Suzy muốn cô đi đến quốc gia khác, đổi tên và sống cuộc đời yên ả. Suzy cũng đã nghĩ đến việc tự sát, nhưng may mắn là chồng cô ngăn cản kịp thời. Mark cũng đột nhiên thành tâm điểm chú ý. Đám đông đổ xô gửi đến anh hơn 600 lá thư, trong đó hầu hết là sự đồng cảm và nhiều người khuyên anh nhanh chóng ly dị. Tuy nhiên Mark không rời bỏ Suzy mà tiếp tục sống cùng với cô. Mark cảm thấy tâm lý vợ có gì đó không đúng và anh nghĩ cô mắc bệnh, quyết định đưa cô đi khám. Kết quả chỉ ra rằng Suzy mắc một loại bệnh lý hiếm gặp hơn là trầm cảm, bệnh lý rối loạn lưỡng cực. Anh trai Suzy cũng chọn tự sát vì căn bệnh này. Rối loạn lưỡng cực là khi người bệnh có thể chuyển đổi giữa hai giai đoạn trầm cảm và hưng phấn. Trong giai đoạn trầm cảm, tâm trạng giảm sút, tràn đầy năng lượng tiêu cực và có nguy cơ tự sát. Khi chuyển sang giai đoạn hưng phấn, người bệnh có thể hưng phấn, tràn đầy năng lượng và trong trường hợp nặng, thậm chí có thể phân ly ra một nhân cách khác. Trước đây thì Suzy bị chẩn đoán sai thành trầm cảm và uống thuốc chuyên dùng để điều trị trầm cảm. Mặc dù tình trạng có cải thiện, nhưng thuốc này chỉ dành cho trầm cảm
và có tác dụng phụ rất lớn với rối loạn lưỡng cực, vì thuốc được dùng để cải thiện tâm trạng. Việc cải thiện tâm trạng trong giai đoạn trầm cảm thì không sao, nhưng tâm trạng trong giai đoạn hưng phấn thì cũng được đẩy lên rất cao, thậm chí vượt qua ngưỡng cho phép. Người bệnh sẽ có hành vi điên cuồng như Suzy làm, với nguồn năng lượng tràn đầy. Nhu cầu sinh lý tăng cao, thích những điều kích thích, vung tiền phung phí và hành vi khác có thể là tác dụng phụ của thuốc này. Sau khi Suzy biết kết quả chẩn đoán, cô rất sốc. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân lại phải mắc một căn bệnh như anh trai mình. Suzy nhấn mạnh rằng người làm gái gọi kia không phải là cô, mà là một nhân cách khác xuất hiện sau khi cô dùng thuốc. Suzy thậm chí đã kiện công ty sản xuất loại thuốc này ra tòa. Cô cho rằng loại thuốc này đã phá hủy cuộc sống của mình. Cũng có tin đồn rằng gia đình và huấn luyện viên của Suzy từ lâu biết cô mắc phải rối loạn lưỡng cực, nhưng để không ảnh hưởng đến việc huấn luyện và thi đấu, họ không nói cho cô biết. Tất nhiên điều này cũng là vì họ sợ Suzy đi theo con đường của anh trai. Tất nhiên đây cũng là tin đồn thôi. Vài năm sau đó, sau một loạt các biện pháp điều trị cụ thể và đúng đắn, tình trạng sức khỏe của Suzy dần được cải thiện. Cô sau khi bình phục đồng ý tham gia phỏng vấn truyền thông. Trong phỏng vấn, cô chọn đối mặt với sai lầm trong quá khứ, chấp nhận sự thật cô không giành được huy chương Olympic và làm hành động gian lận. Ngày 14 tháng 9 năm 2015, Suzy còn viết một cuốn hồi ký mang tên Gái gọi. Trong sách, Suzy kể về trải nghiệm của mình, miêu tả chi tiết cuộc sống điên cuồng tại Las Vegas. Cô cho biết hiện tại cô thường xuyên đi du lịch và diễn thuyết khắp nơi. Các buổi diễn thuyết của cô thường xoay quanh chủ đề bệnh rối loạn lưỡng cực và các loại tâm lý tự ti liên quan đến vấn đề tâm thần, cũng như cách thúc đẩy quá trình phục hồi. Suzy có khả năng nhanh chóng hòa nhập với khán giả, và họ cho rằng trải nghiệm và bài diễn thuyết của cô thực sự có thể giúp đỡ nhiều bệnh nhân. Hiện tại Suzy là người phát ngôn cho các hội thảo về sức khỏe tâm lý. Nhìn lại cuộc đời Suzy, sau nhiều sóng gió, mọi người vẫn tha thứ ủng hộ cô. Mark cũng được nhiều người cảm phục vì anh luôn ở bên cạnh Suzy trong thời điểm khó khăn nhất. Khi Suzy sống cuộc sống điên cuồng tại Las Vegas, Mark vẫn kiên nhẫn đảm đương vai trò chăm sóc đứa con. Khi sự thật trần trụi về Suzy bị phanh phui, Mark vẫn không bỏ vợ mà vẫn ở bên cô, giúp cô tìm ra nguyên nhân và giải pháp. Những tưởng đây là một mối tình vĩnh cửu vì hai vợ chồng cùng nhau đi qua nhiều thăng trầm, thế nhưng trước kỳ Thế vận hội Tokyo, không hiểu vì lý do gì hai vợ chồng ly hôn trong hòa bình, khiến những người theo dõi cảm thấy khó hiểu. Và đó là cuộc đời của nữ vận động viên Suzy Favor Hamilton vang bóng một thời. Có thể thấy những căn bệnh tâm lý đều không thể xem nhẹ, quả thực hậu quả của nó là rất lớn. Vì vậy, hãy quan tâm đến sức khỏe tâm thần của mình cũng như những người khác bạn nhé. Nếu có gì muốn chia sẻ, các bạn hãy cùng comment nhé. Nếu thích video, hãy bấm like và đăng ký kênh ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.